Xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Như tối qua lên sóng livestream, Minh Vũ cũng có giới thiệu mọi người về mẫu đẩy 4 kênh và vang số này. Nhưng hôm nay em muốn dành một clip chi tiết ngắn gọn đấy cho mọi người xem đỡ tốn nhiều thời gian. Trước hết là một con đẩy 4 kênh thương hiệu của BTE, mã là H8800. Con này công suất của nó là 600W một kênh ở chế độ 8 ohm, còn đánh ở chế độ 4 ohm của nó là 1000W một kênh. Đấy. Với công suất như thế này thì chúng ta có thể ghép được hai cặp bát 40 côn 76. Đấy, các bác đánh thoải mái. Hai cặp bát 40 côn 76 và độ nhạy con này rất là cao, 106 dB. Nó không kén loa, loa nào chúng ta có thể ghép được, và cái chất tiếng của dòng này thì nó ra cái tiếng rất là sáng, tại vì nó sử dụng là sò trường NJWK. Lát nữa em sẽ quay về cái nội thất bên trong cho toàn thể các bác được xem. Và cái mặt hình thức thì con này máy là máy 3U nhá, máy cao. Đó. Đây là hàng chính hãng của BTE. Với cái mức giá hãng đang bán là 14 triệu. Nhưng mà bên Minh Vũ bán thì giá thì chỉ có rơi tầm hơn 7 triệu thôi các nhá. Tầm 7 triệu rưỡi. Đây. Và như đây thì Minh Vũ có tháo sẵn ra để quay cho mọi người xem. Máy móc các thứ còn nguyên bản, zin đẹp. Con này nó chạy 48 sò máy có bù áp, 48 sò máy có bù áp nhé. Anh em nhìn rất là đẹp luôn. Hàng chính hãng này anh em chơi không cần phải lăn tăn với vấn đề là hàng ếch hàng nhái. Đấy, rất là đẹp nhé. Rồi. Nhân tiện đây thì em cũng quay luôn cho mọi người xem được mẫu vang. Mẫu vang của hãng luôn, BTE, hàng chính hãng. Bên đây em có tháo sẵn mặt máy ra, hôm qua cũng có rất là nhiều bác hỏi em là muốn xem về cái hình thức nội thất bên trong. Thì clip này em muốn ngắn gọn tóm tắt cả đẩy cả vang, quay chi tiết nội thất cho mọi người xem. Đối với con vang này thì nó cũng có rất là nhiều những cái tính năng cổng ăn chơi. Đấy. Về cái mặt hình thức đằng trước thì phải nói là cái dòng vang này thiết kế mặt rất đẹp, rất đẹp luôn nhé. Và những cái volume này của nó là đều là khi chúng ta cắm điện vào thì nó sẽ có đèn nó hiện lên cả ở volume, rất là đẹp. Mặt đằng trước thì có 3 đường mic cắm 6 ly đằng trước này, và những cái phím điều chỉnh khi mà chúng ta chỉnh bằng tay. Đấy. Phím này phím control nhá, meter này, meter AX. Phím volume vặn điều chỉnh nhạc, mic và effect là vang nhại. Cổng kết nối wifi không dây, nếu như chúng ta chỉnh wifi không dây thì cần phải có một cái USB wifi nha. Còn đây là cổng USB khi kết nối phần mềm. Về cái mặt đằng sau con này thì tất cả là có 246 đường out, 6 đường out và đường rec out. Mà đằng sau nó cũng có luôn cả cái cổng USB khi cắm kết nối máy tính phần mềm. Và đây là khu vực gọi là kết nối những cổng ăn chơi. Cổng quang Atico. Đấy. Rồi cổng hoa sen D BMG AUX và VOD. Và cổng có cả đường mic cắm đằng sau. Còn đây, con vang này nó có tích hợp thêm cái đường HDMI. Đấy, HDMI có một đường in và 4 đường out. Thì các bác có thể kết nối ở trên máy tính hoặc kết nối lên TV qua đường HDMI để giải mã âm thanh. Âm thanh và hình ảnh luôn ý. Và đây là nội thất bên trong của nó. Nội thất bên trong thì rất là đẹp. Tất cả còn zin nguyên bản. Rất là đẹp các bác nhé. Con vang này có mức giá là 4 triệu. Giá bán bao gồm phí ship các bác nhé, 4 triệu. So với mức giá hãng thì các bác cũng tiết kiệm được khá là nhiều tiền đấy. Con này nó gần chục triệu cơ. Hãng này bán gần 10 triệu. Rồi. Đây là hai sản phẩm hôm nay Minh Vũ giới thiệu cho mọi người. Anh em là có nhu cầu muốn sở hữu cái dòng sản phẩm BTE hàng chính hãng
thì hãy liên hệ trực tiếp với Minh Vũ qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889. Em ở sau đó chính Hải Dương, ship hàng toàn quốc các bác nhé. Những sản phẩm Minh Vũ đang quay đây là tất cả còn zin nguyên bản, chưa sửa chữa. Đấy. Sản phẩm có bán ra thì sẽ bảo hành cho các bác. Các bác cứ yên tâm các bác sử dụng nhé. Rồi, xin chào tất cả các bác.